Xin chào các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ thực hiện bài 2.3, đó là tính tổng S bằng 1 cộng 1 phần 2 cộng với 1 trên N. Yêu cầu đối với input đó là nhập vào một số tự nhiên N duy nhất. Output thì kiểm tra có hai trường hợp. Nếu trường hợp N không phải là số tự nhiên thì in ra error, còn nếu mà N là số tự nhiên thì in và tính và in ra kết quả. Làm tròn cái kết quả đến 5 chữ số thập phân. Đây là cái ví dụ. Nếu như chúng ta nhập vào là 0 thì kết quả là 0. Ví dụ nhập vào 3 thì là kết quả như thế này, làm tròn 5 chữ số là sao số phẩy này. 6 thì đây. Ok. 9 trừ 9 này thì error này. Đấy, đây là cái ví dụ. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện. Chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ Visual Studio thì chúng ta kích vào cái show file này, chuột phải này, chọn add này, chọn new item này. Chọn kích vào cái C++ hoặc là không kích thì cũng không sao cả. Ở chỗ này thì đặt tên, ví dụ bài chỗ này là bài 3. Nhớ là phải chấm C, đuôi chấm C. Bởi vì chúng ta đang lập trình C. Nếu không mặc định thì nó sẽ tạo ra file C công cộng. Bây giờ chúng ta sẽ include cái này là stdio.h. Rồi bây giờ chúng ta sẽ in main này thì chúng ta sẽ return 0. Đó. Return 0. Đây là bình thường là nó vẫn return 0 như thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khai báo biến này. Khai báo biến. In biến n. Rồi. Sau đó thì chúng ta nhập vào. Nhập n. Thì chúng ta là scanf. Nhập vào cái số nguyên n. Sau đó chúng ta kiểm tra nếu n mà nó nhỏ hơn 0 thì chúng ta sẽ put s. Đây là error, không cần nói nhiều. Sực n. Rồi. Nếu không thì chúng ta sẽ thực hiện, đó là chúng ta sẽ tạo ra một cái tổng float sum. Giờ mình sẽ gắn bằng 0. Ok. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện ở đây, đó là tính tổng tạo một cái giá trị y là biến chạy cho cái giá trị y bắt đầu từ giá trị bằng 1. Y nhỏ hơn hoặc bằng giá trị n và y này tăng lên. Chỗ này thì chúng ta đây mở ngoặc ra cho nó gọn này. Sum sẽ cộng bằng cái giá trị 1.0 nhân với y và chia nhầm. Không phải là y mà là 1.0 nhân rồi 1.0 chia cho y. Đây. Cái kết quả ra là như thế này. Tại sao lại là 1.0 trên y không phải là 1 trên y? Bởi vì ở đây bài nó cho ở đây là kết quả chúng ta cần tính là một cái kết quả số thực. Cho nên chúng ta sẽ phải ép kiểu nó sang số thực. Đấy, thì nó mới chính xác, còn nếu không nó sẽ bị lỗi, bị sai kết quả. Đó. Còn nếu chúng ta muốn sử dụng phép chia nguyên ở đây ấy, thì cái kết quả chắc chắn là nó sẽ bị sai. Cho nên là chúng ta phải thực hiện đó là ép kiểu sang số thực, và đây chính là cái cú pháp. Đấy, giờ này là ép kiểu sang số thực thì mới được cái kết quả chính xác. Ở chỗ này thì chúng ta sẽ rinf, đây là làm tròn ấy thì là 0.5, thì cái đằng sau dấu chấm là 5, là bởi vì chúng ta cần làm tròn đến 5 chữ số là dấu phẩy, đây là phần trăm f. Rồi chỗ này là giá trị sum. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chạy. Nếu không có cái lỗi gì thì chúng ta sẽ nhập vào này. Bây giờ chúng ta sẽ nhập vào -9, một cái số âm. Đây, kết quả chính xác. Tiếp, chúng ta nhập vào với số 3. Đây. Ok, đây nó bắt đầu có cái thằng này lỗi này. Đấy, bây giờ chúng ta phải sửa lại chỗ này. Phần trăm
Đây. Phải là phần trăm ở trước này. Đấy, gõ bị nhầm, phần trăm 0.5F. Rồi bây giờ mình chính xác này. Đấy, tức là sau khi chúng ta kiểm tra và chạy thấy nó chưa chính xác ấy, thì chúng ta phải xem lại. Rồi nhập lại 3 này. Đây. Đấy, vẫn xấu. Bây giờ mình sẽ sửa lại chút nữa. Đó, tức là khi mà chúng ta code thì chúng ta sẽ phải sửa. Rồi, còn nếu các bạn nào không xem clip thì sẽ không biết những cái chỗ này. Rồi, cho F5. Rồi, mình nhập vào là 3. Đấy, kết quả bây giờ là theo ý chúng ta mong muốn rồi. Rồi, nhập vào một cái số khác nữa. Nhập có giống cái kia không? Nhập số 6. Đây. Rồi, tiếp theo chúng ta nhập vào một cái giá trị nữa đi. 100. Đây, kết quả đây. Rồi, như vậy thì cái trong quá trình vừa code vừa sửa thì đến thời điểm hiện tại chúng ta đã thực hiện xong cái bài đó là tính tổng phân số S bằng 1 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng vân đến cộng 1 trên N. Đấy, và làm tròn tới 5 chữ số đằng sau dấu phẩy. Và nếu như cái giá trị nhập vào không đúng là số tự nhiên thì sẽ in ra error. Đây, cái chương trình nó chỉ có mấy dòng như này thôi. Ok, rồi, bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái nội dung tiếp theo.